Em Vàng Đực của chợ Châu Quốc Sài Gòn. Em này được 3 tháng rồi, em mắt rất là đẹp, mắt mặt đẹp, đồ thủ đẹp. Vàng Đực nay đang lên, đã tập sức rồi. Này con xoay xoay kiếm nha. Đây lần đầu tiên mình xuống trại mình tiếp xúc với bé. Khá thân thiện. Sài Gòn thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại 0989 356 396. Thì trại nằm ở khuôn viên của nhà hàng Hùng Xanh, vị trí thì nằm ngay chân cầu Lập Phán, xã Phước Lại, huyện Cần Giờ, tỉnh Long An. Nếu mà bấm trên Google Maps á, thì mình bấm vô cái phần Tree Garden Vườn Xanh á, thì nó sẽ định vị. Thì vị trí này nó giáp ranh với địa phận Nhà Bè, đi thẳng đường Lê Văn Lương. Cái này thì tiêm phòng đầy đủ rồi, sổ dung tiêm phòng mỗi năm bệnh với 7 bệnh đó, lành khá lành. Thì bày của cái này thì mình đã giao hết rồi, chỉ còn cái này thôi. Đốm lưỡi nè, lưỡi trong khá nhiều. Đuôi không lỗi, xoáy kiếm, mắt đẹp, vàng bạc má. Qua đây con ơi, vàng 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 vàng. Số điện thoại liên hệ 0989 356 396. Thì số này mình cũng có xài Zalo nữa. Cái kênh YouTube của mình các bạn có thể bấm chạy chó Phú Quốc Sài Gòn. Dáng đẹp. Cái này không tật lỗi. Tay đang lên khá nhanh nhạy. Về bổ sung thêm canxi đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã thăm cái kênh Trại Chó Phú Quốc Sài Gòn. Mọi chi tiết các bạn liên hệ số điện thoại 0989 356 396. Xin chào và hẹn gặp lại.